Chào mừng quý vị khán giả đến với chuyên mục tin tức tổng hợp trong tuần ở Canada và tin thế giới trong ngày 21 tháng 5 năm 2021 do thời báo Newspaper thực hiện, tờ báo người Việt lớn nhất trong cộng đồng người Việt ở Canada. Chương trình của chúng tôi được phát sóng hàng ngày và hàng tuần trên kênh YouTube Thời báo Media. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, xin vui lòng hãy bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận những thông tin mới nhất từ Thời báo Media. Và ở phần cuối chương trình, chúng tôi có chuyên mục tin vắng Mời quý vị cùng đón xem. Sau đây sẽ là một số tin tức đặc biệt và nổi bật trong chương trình ngày hôm nay. Tin Canada Hai ngày trúng ngừa vào cuối tuần này có thông dịch viên tiếng Việt cho người từ 12 tuổi trở lên. Chính quyền liên bang chấp thuận cho cư dân Canada lái xe qua Mỹ trúng ngừa Covid. Những người lái xe không trả tiền phạt vì vi phạm các quy định Covid có thể sẽ không được gia hạn bằng lái. Tin vắng Gần 50 thuyền nhân Việt Nam được bị cứu Hoa Kỳ kỳ vọng cuối năm nay có vaccine Covid cho trẻ 4-6 đến 6 tuổi Hoàng tử Harry gửi tối hậu thư đến Hoàng gia Anh Lô vaccine Covid-19 Trung Quốc hiệu quả thấp UAE tiêm mũi thứ ba cho dân Hoa Kỳ nới lộn quy định về mặt nạ nhiều người Việt vẫn thận trọng. Hai ngày chúng ngừa vào cuối tuần này có thông dịch viên tiếng Việt cho người từ 12 tuổi trở lên. Hội người Việt Toronto hợp tác với Black Creek Community Health Center cùng với dân biểu tỉnh bang Ontario, Tom Rakosevich và nghị viên thành phố Toronto Anthony Bezuza tổ chức hai buổi chủng ngừa COVID-19 vào cuối tuần này, thứ Bảy ngày 22 tháng 5 và Chủ nhật ngày 23 tháng 5. Tại nhà thờ St. James Francis, 2745 James Street ở phía bắc Suburb Avenue. Hai buổi chủng ngừa này trú trọng đến người Việt và sẽ có thông dịch viên tiếng Việt trợ giúp để tiện cho người Việt đến tham dự. Bất cứ ai từ 12 tuổi trở lên đều có thể đến chủng ngừa. Quý đồng hương và con em từ 12 tuổi trở lên hay sẽ đủ 12 tuổi trong năm nay mà chưa chủng ngừa COVID nên nhân dịp này đến chủng ngừa để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình cần thiện nghiệm viên giúp việc thông dịch, xin liên lạc Hội Người Việt Toronto qua email như sau. Hay với Rachel Scott qua email như sau. Chính quyền liên bang chấp thuận cho cư dân Canada lái xe qua Mỹ chủng ngừa COVID. Hôm thứ Ba ngày 18 tháng 5, Cơ quan Y tế Công cộng Liên bang Canada đã xác nhận là những người Canadian được phép lái xe qua Mỹ xin chủng ngừa COVID miễn phí ở các tiểu bang Mỹ dọc theo biên giới và khi người này quay trở lại Canada sẽ không phải tự cô lập một thời gian như trường hợp những người đến Canada bằng các phương tiện hàng không. Theo cơ quan y tế công cộng thì những người muốn qua Mỹ chủng ngừa cần một giấy chứng nhận của bác sĩ gia đình là cần phải chủng ngừa ngay và khi trở về cũng cần có một giấy chứng nhận của một cơ quan y tế Hoa Kỳ là người này đã chủng ngừa. Thuốc chủng ngừa mà những người Canadian nên chủng ngừa là loại Johnson Johnson vì chỉ cần chủng ngừa một liều thuốc là đủ. Hoa Kỳ hiện có dư thừa thuốc chủng và dự định sẽ chuyển giao 80 triệu liều thuốc chủng vaccine COVID-19 cho các quốc gia khác trên thế giới trong những tuần sắp tới. Canada cũng được cung cấp nhiều thuốc chủng ngừa Pfizer và Moderna trong những tuần lễ sắp tới. Hiện có thể chủng ngừa ở Canada tương đối dễ dàng trong những ngày sắp tới, thay vì phải tốn kém chạy qua Hoa Kỳ. Những người lái xe không trả tiền phạt vì vi phạm các quy định COVID có thể sẽ không được gia hạn bằng lái. Chính phủ BC đang cố gắng làm cho mọi người khó bỏ qua việc nộp phạt COVID-19 của họ. Chính phủ vừa đưa ra luật quy định những người nào không nộp tiền phạt sẽ không thể lấy hoặc gia hạn bằng lái xe hoặc bằng lái xe thông qua công ty bảo hiểm ICBC. Đây là biện pháp đã được thực hiện ở các tỉnh khác. Nếu được thông qua, những sửa đổi đề xuất đối với đạo luật xe cơ giới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 những người còn nợ tiền phạt sẽ nhận được thông báo từ ICBC trước khi bằng lái xe hết hạn và gia hạn giấy phép xe lưu hành. Một thông báo từ tỉnh bang đã viết, ICBC sẽ gửi thư rõ ràng trước thời hạn gia hạn giấy phép hoặc bảo hiểm của người dân vài tuần, như là thông lệ tiêu chuẩn đối với tất cả các khoản nợ còn tồn động. Điều này sẽ đảm bảo khách hàng không mất cảnh giác. Vào tháng 12 năm 2020, chính phủ đã chỉ thị ICBC bắt đầu gửi tiền phạt COVID-19 chưa thanh toán đến cơ quan thu phí sau 30 ngày, khi thời gian tranh chấp kết thúc hoặc tòa án đã xác nhận có tội. Các hồ sơ vi phạm chưa được thanh toán khác thường được chuyển đến cơ quan truy thu sau 12 tháng. Tháng 3 vừa rồi, chính phủ BC đã tăng một số tiền phạt cho những người vi phạm lên y tế của tỉnh. Nếu bạn bị phạt vì tham dự một bữa tiệc hoặc cuộc tụ hợp không tuân thủ khác là 575 đô la. Tỉnh cho biết số tiền 230 đô la trước đó không đủ để răng đe những người vi phạm quy tắc. Tiền phạt cho việc tổ chức một sự kiện lớn là 2.300 đô la. Tiền phạt cho những người bỏ qua các quy tắc đeo mặt nạ và các biện pháp khác như là một phần của lệnh y tế của tỉnh là 230 đô la mỗi người. Tại tỉnh, có những vé chưa thanh toán trị giá gần 1,2 triệu gia kim và cho đến nay có 14% trong số gần 2.000 vé được phát trong đợt đại dịch đã được thanh toán. Trong số những người còn lại, ông Bộ trưởng An toàn Công cộng Mike Frankfurt nói rằng có rất nhiều vé đang được khiếu nại và tranh chấp. Ông nói đó là một con số đáng kể và bạn biết đó là điều đáng mong đợi. Nhiều người khi họ nhận được vé đã tranh chấp nó, những gì chúng tôi đang làm rõ là điều này bạn có quyền tranh chấp một giấy phạt, nhưng khi bạn thua, bạn sẽ phải trả khoản tiền phạt đó. Sau đây xin kính mời quý vị cùng đón xem một số tin vắn trong ngày. Gần 50 thuyền nhân Việt Nam được bị cứu Giới chức nước bị cho biết vào hôm ngày 19 tháng 5 cứu được nhóm 49 người, chủ yếu là công dân Việt Nam, đang gặp nguy trên biển khi đang trong hải trình tìm đường vào Anh Quốc. AFP loan báo, dẫn thông cáo của văn phòng công tố ở Bỉ cho biết sau khi phát giác được chiếc thuyền, Bỉ cho điều một trực thăng ra để theo dõi trong khi lực lượng cứu nạn đến để đưa những người trên thuyền vào bờ rồi chuyển cho cảnh sát biển tại cảng Zeebrugge. Văn phòng công tố thành phố Bruce cho biết dựa trên những dữ kiện ban đầu thì có thể nghi vấn chiếc thuyền xuất phát từ Pháp. Tuy nhiên, còn cần điều tra kỹ để mà xác nhận về điều này. Cảnh sát cũng sẽ tiến hành một cuộc điều tra đối với tổ chức buôn người chịu trách nhiệm về những vụ như thế này. AFP cho biết, tiếp những di dân Việt Nam vừa nêu nằm trong số những người đang cắm trại ở tại khu vực của Grand Safe, thuộc vùng bờ biển Bắc nước Pháp để tìm được nhập cư vào Anh Quốc. Hôm ngày 6 tháng 5, tòa thị chính Krasnye thông báo có chừng khoảng 100 người Việt đang đưa ra khỏi nơi cắm trại đến cư ngụ trong những nhà lều. Tin nói có một mạng lưới đưa người Việt theo đường hàng không từ quê nhà của họ đến thủ đô Moscow của Nga. Sau đó họ được đưa qua châu Âu đến khu bờ biển nước Pháp, rồi tìm cách vào Vương quốc Anh. Hồi tháng 10 năm 2019, vụ 39 xác người Việt trong thùng đông lạnh của một xe tải ở một khu công nghiệp phía đông London gây chấn động dư luận cả trong và ngoài nước. Kết luận điều tra sau đó cho thấy những nạn nhân khởi sự chuyến đi từ bắc nước Pháp, rồi được chuyển đến cảng này của Bỉ và kết thúc bi thảm tại London. Một chuyên viên thuộc tổ chức phi chính phủ Utopia chuyên giúp đỡ dân di cư cho những người Việt Nam trước đây thường sống cách biệt khỏi những nhóm dân khác. Tuy vậy gần đây họ càng ngày càng trà trộn vào những nhóm người châu Á và châu Phi khác để chờ một chuyến đi bằng thuyền hay là bằng xe tải đưa họ đến được nước Anh. Di dân Việt Nam nằm trong số rất nhiều người tị nạn đang lưu trú ở các trại của Quan bên bờ biển phía Bắc của nước Pháp và những người này cố gắng tìm cách vượt biên sang Anh. Hoa Kỳ kỳ vọng cuối năm nay có vaccine COVID cho trẻ 4 đến 6 tuổi. Hôm ngày 19 tháng 5, bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm tại Mỹ, tuyên bố rằng trẻ em từ 4 đến 6 tuổi tại Mỹ sẽ có thể được tiêm vaccine COVID-19 trước cuối năm nay hoặc là đầu năm sau. Đầu tháng này, thì Mỹ chấp thuận cho sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer, BioNTech, nơi mà thiếu niên 12 tuổi trở lên. Ông Fauci cũng nhắc tới nhu cầu cần phải tiêm thêm một liều vaccine tăng cường nữa trong vòng một năm kể từ ngày được tiêm chủng đầy đủ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hầu như chắc chắn cần một liều vaccine bổ sung trong vòng trên dưới một năm sau khi nhận được những liều vaccine chính yếu vì thời gian bảo vệ, chống vaccine corona thường không kéo dài cả đời Tương tự như vắc xin bệnh sởi, ông Albert Bola cho biết có thể phải cần tới liều tiêm bổ sung từ 8 đến 12 tháng. Vào tháng tư vừa qua thì ông cũng chia sẻ với đại CNBC là mọi người có phần chắc sẽ cần một liều vắc thứ ba trong vòng một năm. Hoàng tử Harry gửi tối hậu thư đến hoàng gia Anh. tin Reader ngày 19 tháng 5 cho biết hoàng tử Harry đã đưa ra một tối hậu thư cho hoàng gia Anh dọa sẽ bỏ qua sự kiện ra mắt bức tượng tưởng niệm công nương Diana nếu vợ anh Meghan Markle không được tham gia hiện tại Meghan đang mang thai và không thể trực tiếp tham gia sự kiện nhưng mà Harry muốn cô được tham gia theo hình thức trực tuyến Harry đề nghị Meghan phải được tham gia buổi lễ chính thức đó một nguồn thạo tin nói với Radar một nguồn tin khác cho biết Harry cũng có thể không tham gia sự kiện do sự lạnh nhạt của các thành viên trong hoàng gia khi anh trở về nước chịu tàn ông nội, hoàng thân Philip. Tượng cố công nương Diana dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 1 tháng 7 tới nhân kỷ niệm 60 năm ngày sinh của bà. Bức tượng sẽ được đặt trong một khu vườn ở điện Kensington. Năm 2017, khi mà hoàng tử William và Harry thông báo về kế hoạch tạc tượng người mẹ quá cố Họ nói rằng bức tượng sẽ cho thấy những tác động tích cực của công nương với đời sống ở Anh và khắp thế giới. Thông tin Harry và vợ có thể không tham gia sự kiện quan trọng của hoàng gia được đưa ra không lâu khi anh trở về Mỹ sau khi về nước chịu tan hoàng thân Philip. Mối quan hệ giữa anh và hoàng gia khá căng thẳng sau khi vợ chồng họ thông báo rút khỏi các vai trò cấp cao hoàng gia và định cư tại Mỹ. Mối quan hệ này căng thẳng hơn sau khi mà Harry và Meghan có cuộc trả lời phỏng vấn bơm tấn, trong đó trong đó chỉ trích hoàng gia Anh phân biệt chủng tộc và cuộc sống ở đó tù túng. Lo vaccine COVID-19 Trung Quốc hiệu quả thấp, UAE tiêm mũi thứ ba cho dân Các tiểu quân quốc Ả Rập Thống Nhất UAE sẽ tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba cho những người đã tiêm vaccine Sinopharm của Trung Quốc, dường như chỉ lo ngại để chế phẩm này có thể không đủ hiệu quả. UAE hôm ngày 18 tháng 5 thông báo sẽ tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba cho những dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine của Sinopharm 6 tháng trước. Theo AP, UAE sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức tiêm 3 mũi vaccine COVID-19 cho người dân. Trước đó, báo National hồi tháng 3 đưa tin nhiều người dân ở UAE đã được tiêm mũi vaccine thứ ba của Sinopharm do không sản sinh đủ kháng thể chống mầm bệnh sau khi tiêm hai mũi đầu tiên. Trong khi đó, Newsweek cho biết một số người được tiêm chủng hai mũi của Sinopharm ở UAE dường như đã bày tỏ lo ngại về mức độ hiệu quả của vaccine Trung Quốc. Tháng trước, các hãng truyền thông đưa tin Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch bệnh Trung Quốc Gao Fu nhận định rằng khả năng phòng ngừa COVID-19 của vaccine do nước này tự sản xuất là không cao. Tuy nhiên, ông Gao sau đó đã bác bỏ thông tin này và nói rằng truyền thông đã hiểu sai ý của ông. UAE đã chọn vaccine của Sinopharm là trụ cột trong chương trình tiêm chủng toàn dân của quốc gia Trung Đông. Tuy nhiên, vaccine này vướng một số tranh cãi khi ngoài các con số về mức độ hiệu quả. Trong bối cảnh phía Trung Quốc công bố rất ít dữ liệu cần thiết để mà chứng minh tỷ lệ mà họ đưa ra là chính xác. Mặc dù vậy, Sinopharm không phải là công ty duy nhất phát triển thêm mũi tiêm bổ sung. Một số nhà sản xuất khác cũng đang nghiên cứu thêm về vaccine COVID-19 để mà chuẩn bị cho kịch bản virus SARS-CoV-2 không ngừng đột biến và có thể né các vaccine trước đó được tiêm vào cơ thể. Hồi đầu tháng, thì tổ chức y tế thế giới WSO đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sanofi, tạo điều kiện để vaccine này tham gia chương trình Covax. Sau thông báo của UAE, một nước vùng vịnh khác là Bahrain cũng đã thông báo sẽ tiêm mũi vaccine thứ ba của Sanofi cho những nhóm ưu tiên gồm nhân viên tiến đầu, người dân trên 50 tuổi và những người có bệnh lý nền. Hoa Kỳ nới lộn quy định về mặt nạ, nhiều người Việt vẫn thận trọng. Nhiều cơ sở kinh doanh của người gốc Việt ở Mỹ đang tìm cách thích nghi với những chỉ dẫn mới về mặt nạ để mà ngăn ngừa đại dịch virus corona lây lan trong lúc ngày càng nhiều người được chủng ngừa COVID-19, giúp giảm tỷ lệ nhiễm bệnh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC tuần trước nói những người được tiêm chủng đầy đủ, những người đã qua 2 tuần kể từ khi nhận được liều vaccine COVID-19 cuối cùng. Có thể không cần đeo mask khi ở ngoài trời, nơi đông người và tại hầu hết các không gian trong nhà và không cần phải giữ khoảng cách xã hội nữa. Những người đã được tiêm ngừa một mũi hoặc hay là chưa tiêm ngừa nên tiếp tục đeo khẩu trang. Hướng dẫn vẫn kêu gọi đeo khẩu trang ở những nơi đông người trong khi không gian kín bao gồm xe bớt, máy bay, bệnh viện, nhà tù và nơi tạm trú dành cho người vô gia cư. Những hướng dẫn mới tạo điều kiện cho việc mở cửa trở lại những nơi làm việc, trường học và các địa điểm khác. Nhiều tiểu bang ở Mỹ trong những ngày qua đã loan báo sẽ thay đổi những quy định để mà tuân theo những chỉ dẫn mới của CDC. Giám đốc y tế của California hôm thứ Hai vừa qua thông báo rằng bang này sẽ yêu cầu mọi người tiếp tục đeo mặt nạ và giữ khoảng cách tiếp xúc trong không gian kính cho đến ngày 15 tháng 6, ngày mà Thống đốc Gavin Nelson nói rằng gần như tất cả các hạn chế COVID-19 sẽ được bớt bỏ nếu mà các ca nhiễm vẫn ở mức thấp. Nới lỏng quy định về đeo khẩu trang cho thấy nhiều chiều hướng tích cực về tình hình dịch bệnh ở Mỹ. Một số cơ sở kinh doanh của người Việt đang tìm cách thích nghi với những chỉ dẫn mới trong khi đề cao sự an toàn của khách hàng và nhân viên. Ông Đỗ Nguyễn Búc Vinh, chủ một cửa tiệm bia rượu ở khu vực thành phố Minneapolis thuộc tiểu bang của Minnesota, cho biết cửa hàng ông đã gỡ bỏ yêu cầu khách phải đeo mặt nạ khi vào tiệm sau khi có chỉ dẫn mới. Ông nói thêm nhân viên của ông có người không đeo khẩu trang và cũng có người tiếp tục đeo, tùy theo quyết định của mỗi cá nhân, dù tất cả họ đều đã được tiêm ngừa. Nhiều doanh nghiệp nhỏ người ta cũng làm vậy thì tôi cũng làm vậy thôi, điều đó tôi thấy là công bằng, là tại vì mình không thể ép buộc những người đã chích ngừa tiếp tục đeo khẩu trang. Cái đó trái lại những gì mà CDC đã nói, ông Vinh đã giải thích, nhưng có một điều mà chúng tôi vẫn yêu cầu phải chấp hành mặc dù nhân viên có thể không đeo khẩu trang nhưng nếu được thì phải giữ khoảng cách xã hội ông nói thêm đối với tôi vấn đề giữ khoảng cách quan trọng hơn vấn đề đeo khẩu trang ông phạm ngọc hoàng chủ nhà hàng phở lucas ở thành phố richmond thuộc tiểu bang của virginia nói trong suốt đại dịch ông luôn nỗ lực hết sức để mà bảo vệ khách hàng và nhân viên khỏi bị nhiễm virus bao gồm việc làm sạch hệ thống ống dẫn không khí và gắn bấy lọc bên trong nhà hàng dù tất cả nhân viên của ông đều được tiêm ngừa, ông nói một số người vẫn không hoàn toàn thoải mái với việc cởi bỏ mask do lo ngại vẫn có thể nhiễm virus. Việc đeo khẩu trang vẫn được tiếp tục tùy theo từng cá nhân và sự tiếp xúc của họ với thực khách. Tùy theo trường hợp, nếu mà trong nhà thì mình cũng nên khuyên nhân viên nên đeo khẩu trang khi ra tiếp khách, ông chia sẻ. Kính thưa quý vị khán giả, bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức tổng hợp trong tuần ở Canada và tin thế giới của thời báo ngày hôm nay. Nếu quý vị yêu thích chương trình, đừng quên bấm nút yêu thích và chia sẻ video của chúng tôi đến với bạn bè và người thân để mọi người có thể cập nhật những tin tức mới nhất. Thời báo chúc cho quý vị có những ngày cuối tuần nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo của Thời báo trên kênh YouTube Thời báo Media.